Mới gần đây thì Ubuntu đã ra mắt cho chúng ta phiên bản dành cho di động. Đây là phiên bản preview dành cho các lập trình viên, để chúng ta có thể biết được là Ubuntu liệu có những gì hay. Thì nếu như là người dùng Ubuntu trước đây từ trên laptop hay trên thiết bị PC của mình, thì các bạn có thấy là nó sẽ không có gì là quá là lạ lẫm với chúng ta. Có một cái giao diện cũng như là những cái biểu tượng rất là quen thuộc đối với người tiêu dùng, với những ai đã từng sử dụng Ubuntu. Còn với những người nào dùng Windows, ví dụ như cá nhân mình dùng Windows, thì có thể thấy là đây một giao diện hoàn toàn mới và rất nhiều điều chúng ta có thể khám phá. Đầu tiên là nếu mà nói về giao diện di động thì sau một thời gian sử dụng thì mình nhận thấy là nó có gì đấy rất tương đồng với một nền tảng cũng đến từ một cái nhà sản xuất khác, đó chính là Cradlefile. Thì các thiết bị Cradlefile và thiết bị Ubuntu có một điểm giống nhau, đó là nó tập trung vào những cái phương tiện giải trí và chúng ta cần phải kết nối trên mạng hoặc là bỏ tiền ra để mua, đó chính là những cái bài hát hoặc là những cái bộ phim chúng ta có thể trực tiếp thuê và mua ngay trên cái thiết bị này. Và mình có nghĩ là nó thực sự là không hữu ích đối với người Việt Nam. Những cái dịch vụ như vậy thì họ chỉ hoạt động với nước ngoài. Dụ như là sau khi mà mình bấm vào một bộ phim chẳng hạn, thì lập tức thì nó sẽ hiện thông tin về cái bộ phim đấy ngay, cho chúng ta biết là nội dung cốt truyện này, diễn viên này, đạo diễn này, thời lượng phim, và chúng ta có thể thuê hoặc là mua trực tiếp cái bộ phim này ngay trên cái thiết bị di động của mình. Và tuy nhiên rất tiếc thì những dịch vụ này thì hoàn toàn không có tác dụng ở Việt Nam. Vì thế nên mình nghĩ đây chính là trở ngại đầu tiên đối với người tiêu dùng khi chúng ta bắt đầu sử dụng Ubuntu. Về Ubuntu thì giao diện của nó chỉ tạo nên rất nhiều điểm khác biệt so với các hệ điều hành di động khác. Nó thiên về các kiểu vuốt qua vuốt lại giống như kiểu làm BlackBerry 10, hoặc là chúng ta có giao diện đến từ hệ điều hành Migo trên chiếc N9 của Nokia. Thì hầu hết những cái thao tác chúng ta là nó không hề có các phím bấm trên màn hình mà đều sử dụng vuốt như mình đã nói trên chiếc Nexus 4 này. Dù như là mình vào một ứng dụng, khi mà mình muốn thoát ra khỏi màn hình Home, mình sẽ vuốt từ trái qua. Ở đây vuốt từ trái qua, bạn tháo tay ra, nó sẽ lập tức trở về màn hình này và nó sẽ đưa chúng ta đến một cái khu vực gọi là khu vực các ứng dụng chạy nền đa nhiệm. Ở đây nó hiển thị toàn bộ các ứng dụng của chúng ta, cũng tương tự như hệ điều hành BlackBerry Z10, với khung hình hiển thị các ứng dụng lúc đó các bạn đang sử dụng và nó bị dừng ở đâu, thì nó hiển thị nguyên gốc như vậy. Tuy nhiên thì cái này nó tiên tiến hơn so với Z10, khi mà hệ điều hành BlackBerry 10 ấy, thì nó chỉ tối đa được khoảng 8 ứng dụng hay 6 ứng dụng gì đấy. Còn với cái này thì mình đã thử lên tận 9 và 10 ứng dụng thì nó vẫn đang hiển thị tốt. Khi chúng ta vuốt tay từ trái qua thì lập tức chúng ta hiển thị nhanh một cái khung các ứng dụng yêu thích của các bạn, hiển thị thành một cái list liệt kê. Chúng ta có thể chuyển nhanh giữa các ứng dụng đấy, ví dụ như là mình vào Facebook, sau đó mình muốn chuyển sang ứng dụng khác thì mình chỉ cần vuốt qua vào Gallery thì nó sẽ chuyển nhanh. Và thậm chí là các bạn có thể vuốt từ phải qua để chuyển đổi giữa các ứng dụng mà chúng ta đang sử dụng. Chỉ cần vuốt qua này thì nó sẽ hầu như kiểu là một chạy dạng đa nhiệm vuốt từ phải qua. Thì nó cũng giống như là cái hệ điều hành iOS trên chiếc iPad của mình sử dụng đa nhiệm cũng vuốt qua như vậy. Vuốt từ dưới lên thì chúng ta sẽ có một cái thanh menu. Thanh menu này sẽ hoạt động trong mọi ứng dụng. Đó là cái kiểu các bạn bấm cái phím menu trên hệ điều hành Android, và khi bấm vào đây thì chúng ta sẽ có thêm một số tùy biến mới trên cái ứng dụng của chúng ta. Chủ như là trong ứng dụng Gallery này hiển thị ảnh, khi vuốt từ dưới lên thì nó sẽ mở ra một cái menu để các bạn có thể tùy biến trong ứng dụng. Cái này là mình lại nhớ đến cái Surface RT của Windows, cũng cái kiểu vuốt từ dưới lên là menu, vuốt từ trên xuống là thoát ứng dụng, vân vân. Thì trong giao diện màn hình Home này sẽ có 5 trang chính mà chúng ta không thể tùy biến được. Đầu tiên, ngoài cùng chúng ta sẽ có cái phần Music. Phần Music này là hiển thị các cái bài hát mà các bạn có thể là download về, hoặc là các bài hát trực tuyến trên mạng. Nó chỉ hiển thị như là các bài hát các bạn vừa nghe, các bài hát top hiện nay đang được nhiều người yêu thích nhất, hoặc là các bài hát vừa mới xuất hiện ra mắt. Nó sẽ hiển thị, hầu hết các ứng dụng này đều hiển thị theo dạng cover flow, nghĩa là cái dạng nổi 3D này, chúng ta vuốt qua vuốt lại rất là đẹp. Bên cạnh phần Music, chúng ta sẽ có cái mục People. People này là mình nhớ đến cái hệ điều hành Windows Phone 8. Nó sẽ hiển thị các danh sách liên lạc mà các bạn hay sử dụng nhất, cũng theo dạng cover flow với hình ảnh nổi bật rất là đẹp. Những cái cuộc chat hoặc là những cuộc nhắn tin liên lạc gần đây với các bạn bè với nhau, hoặc là các danh bạ mới, các bạn có thể biết được là thông tin Facebook của người ta, cũng như là mọi thông tin khác mà vừa cập nhật, chat Skype, gửi tin nhắn với nhau, hoặc là thông qua Twitter, rất là tuyệt vời. Nó không cần giống như cái mạng People của hệ điều hành Windows Phone 8. Mục tiếp theo là mục Home. Đây chính là giao diện màn hình Home chính của các bạn. Với dòng đầu tiên sẽ hiển thị các ứng dụng mà gần đây sử dụng thường xuyên nhất, bao gồm 6 ứng dụng. Sau đó ở dưới sẽ là mục danh sách những người liên lạc mà các bạn hay sử dụng nhất. Và cuối cùng là những cái mục thông tin về âm nhạc và cũng như là các video. Đây là màn hình Home tổng hợp 4 cái màn hình kia lại thành một. Bên cạnh này là khu vực Apps. App này là hiển thị đầu tiên là những cái ứng dụng mà các bạn đang chạy nền đa nhiệm. Đây là Running App, là những ứng dụng mà mình vừa sử dụng xong. Ngoài ra nó còn hiển thị các ứng dụng sử dụng thường xuyên này, các ứng dụng mà các bạn đã cài đặt và các ứng dụng mà cho phép các bạn download về. Tuy nhiên những ứng dụng này thì mình bấm vào hoàn toàn không có tác dụng, vì đây là phiên bản demo, nó còn khá là nhiều lỗi, bị lag, bị giật cũng như là cái sự thiếu ổn định, đôi khi máy tự nhiên đứng đần ra, chả hiểu là mình đang làm cái gì. Tiếp theo là cái mục video, nên mình đã nói là cái mục video này là chúng ta dùng để thuê phim, xem các bộ phim trên mạng,
thông tin về bộ phim và có thể thuê nó về để xem trực tiếp trên máy. Thanh cam báo trạng thái là một trong điểm mà mình cực kỳ yêu thích trên hệ điều hành Ubuntu này, và mình thấy là nó sẽ hữu ích hơn nhiều nếu mà các nhà sản xuất như Android, iOS cũng biết tùy biến cái thanh thông báo trạng thái này. Các bạn đã thấy trên đây chúng ta có một phím tìm kiếm nhanh, và ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ còn có khu vực thông báo, tin nhắn, âm thanh, wifi, thời lượng pin và đồng hồ. Các bạn có thể truy cập nhanh từng vùng này bằng cách là vuốt chính xác vào nó, ví dụ như mình vuốt xuống tin nhắn thì sẽ có này, hoặc là bên này mình vuốt vào đồng hồ thì nó sẽ hiển thị thời gian đồng hồ, hoặc là một cách truy cập nhanh các menu này bằng cách các bạn vuốt xuống từ bất kỳ đâu trên cái thanh thông báo trạng thái, sau đó các bạn chuyển qua trái qua phải là chuyển nhanh giữa các cái khu vực này. Chúng ta có thể vuốt tin nhắn này, âm lượng này, wifi, thời lượng pin và thời gian. Khi vuốt xuống tin nhắn thì các bạn có thấy là nó thông báo đầy đủ chúng ta từ email, cuộc gọi, Skype, chat, Facebook, Twitter, vân vân. Về âm thanh, chúng ta có thể tùy biến âm thanh, tắt bật các kết nối wifi và chúng ta có thể xem được các tin nhắn của các bạn bè gửi đến cho chúng ta. Về ứng dụng thì nhà sản xuất này có nói là khi bán ra nó sẽ không có kho ứng dụng riêng mà sẽ chỉ tập trung vào các ứng dụng có sẵn trên máy, ví dụ như là đây đã có các ứng dụng có sẵn trên máy và các bạn sẽ chỉ tập trung vào sử dụng cái ứng dụng này, chứ nó sẽ không có kho ứng dụng, chúng ta có thể download thêm các ứng dụng khác đa dạng hơn về. Mà ứng dụng của Ubuntu sẽ tập trung vào nền tảng HTML5, nghĩa là nền tảng web. Facebook sẽ là giao diện nền web, Twitter sẽ là giao diện nền web và Gmail cũng là giao diện nền web. Tất cả đều tập trung vào web nên các bạn yêu cầu phải là một thiết bị có kết nối mạng khá là tốt như là mạng 3G hoạt động thường xuyên nên máy có thể sẽ mất pin nhiều hơn. Tuy nhiên thì có một điều gì mà Ubuntu sẽ tạo nên sự khác biệt và chúng ta sẽ yêu thích, đó chính là nhà sản xuất này gọi các thiết bị chạy Ubuntu là Superphone hoặc là một chiếc máy tính thu nhỏ. Tại vì với nền tảng Ubuntu, khi các bạn kết nối với một cái bàn phím và một chiếc chuột, các bạn sẽ lập tức chuyển cái giao diện từ cái giao diện trên máy thành một giao diện kiểu là một giao diện desktop chạy hệ điều hành Ubuntu trên máy tính của các bạn. Lúc đấy sẽ biến thiết bị của mình thành một thiết bị laptop chứ không phải là thiết bị di động bình thường nữa. Đây chính là điều sự khác biệt của Ubuntu và hy vọng sẽ thu hút được nhiều người tiêu dùng hơn. Và đây là video mình đã nói chi tiết với các bạn về cái nền tảng hệ điều hành này, những cái điểm mới trên hệ điều hành Ubuntu phiên bản preview dành cho lập trình viên, chứ mình chưa thể đánh giá cụ thể là hiệu năng của nó cũng như là tương lai của nó rốt cuộc là có thành công hay không. Tại vì đây là phiên bản thử nghiệm đầu tiên và nó cũng đang gặp rất là nhiều vấn đề cần phải khắc phục trong các phiên bản tiếp theo. Và các bạn có thấy video này hữu ích, đừng quên like, share nó với bạn bè và subscribe YouTube của chúng tôi để theo dõi thêm các thông tin công nghệ khác của 7F. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.